Đấy, này bữa nay anh không nên làm. Hôm nay chứ nếu anh mới đem về anh làm là nghệ nhân Lý Nam Nam vừa đem về một cái cây mai vàng quý vị. Bonsai đại. Đại bonsai. Cái mai này vàng đế rất đẹp. Nhưng mà anh Nam anh nói cây này cũng dạng là đế trung bình trong cái nhóm mai của anh thôi chứ không có gì dữ. Nam anh sưu tầm những cái cây mai rất là độc. Cây vàng rất đẹp. Nghệ nhân Thanh Tòng. Chào mấy anh em nha. Nghệ nhân Thanh Tòng đang ở ngoài bán giấy làm mặt những cái mai. Chung anh đụng chứ không biết anh kêu làm gì. Phá thế. Đang phá thế cây. Mai thân dặn lắc anh Nam đến sưu tầm. Nghệ nhân Nam. Từ Quảng Nam anh vô đây. Bây giờ cái mai anh Nam đang đem về chỗ cà phê Nguyên Lai Vung để ảnh hội tụ các nghệ nhân lại để mà sửa thế cây mai và anh sẽ trồng cây mai. Dự kiến cây mai này khoảng khi đủ chi tàn thì anh Nam mới giao lưu. Hiện giờ thì hỏi giá này kia thì có rất nhiều người hỏi nhưng anh nói để làm hoàn chỉnh xong sẽ thông báo cho bà con. Móc lòng hả Vĩnh Đơn? Quấn giọng đi chơi vậy. Anh em cây mai đó về thì cây mai này chắc bưng chỗ khác luôn. Cây mai này chắc về chỗ khác dùm anh em ơi. Về cây dưới sữa bự quá vừa lại thôi. Rồi quý vị nào có chim ngưỡng cây mai thì liên hệ anh Nam. Uống cà phê thứ bảy chủ nhật hàng tuần tại cà phê Nguyên Lai Vung. Buổi chiều thì sau giờ làm việc 17 giờ thì anh Nam uống cà phê và tưới mai. Chào quý vị. Chúc quý vị năm mới luôn dồi dào sức khỏe. Làm ăn phát tài.